Tứ Linh Sơ, tập 34. Bị công kích rồi sao? Không nhìn thấy sao? Đây là quái vật ẩn thần. Chiến trường cấp bậc 30, sức mạnh 6.000, mẫn cảm tinh thần 2.000, thể chất 5.000, kỹ năng miễn dịch vật lý. Đúng thật là quái vật loại u hồn mà. Quả nhiên nó đã miễn dịch với đòn tấn công vật lý rồi. Nếu như đã miễn dịch với còn vật lý, vậy thì cứ thử nghiền tố tương hại đi. Công kích chiến trường u hồn có 30 kinh nghiệm, 300.000. Nhận được khí tức linh hồn. Khí tức linh hồn bao hàm ý nghĩ chí chiến đấu khi chết trên chiến trường, giúp đỡ nâng cấp trang bị vũ khí. Khí tức linh hồn mà quái vật phổ thông mà trong nghiên chiến trường cũng có cái này sao? Nếu như có thể có quái vật miễn dịch với công kích vật lý, vậy thì cũng sẽ xuất hiện thêm quái vật miễn dịch với nhiều nguyên tố khác. Thậm chí nếu như xuất hiện quái vật miễn dịch với hai loại yếu tố vật lý, vậy thì cả khô lâu chiến sĩ và tử linh pháp sư đều sẽ mất đi tác dụng. Mình phải cẩn thận hơn mới được. Đi được 2 tiếng đồng hồ rồi, có lẽ cũng sắp tới phó bản rồi. Hả? Mau chạy đi, phía sau có ác ma thâm uyên. Ác ma thâm uyên à? Ác ma thâm uyên cấp bậc 31, sức mạnh 5.000, mẫn cảm 6.000, tinh thần 2.000, thể chất 5.000, kỹ năng cản xé. Bọn chúng đã chuyển sang mục tiêu khác rồi. Đó chính là ma uyên thâm uyên đấy. Cậu thanh niên chết chắc rồi. Bọn chúng ăn người sao? Chúng mày đáng chết. Khô lù chiến sĩ cấp bạch ngọn, cấp 22, 5.000, sức mạnh, mẫn cảm, tinh thần, thể chất, 5.000. Giết. Công kích ma uyển yên cấp thấp, 31, kinh nghiệm 310.000, quân công cộng 1, nhân đức ký, răng nanh ma uyển. Lưới liềm đàn tết là một loại vũ khí tăng trưởng cấp 1 trở lên là có thể sử dụng. Cấp bậc 1, 3,33 tăng trưởng. Người thu gặt vào lúc lưỡi liềm đã tả hấp thụ linh hồn của thầm uyên đã sẽ nhận được giá trị kinh nghiệm và tiến hành tăng trưởng. Món vũ khí này cuối cùng cũng đã tăng trưởng rồi. Xem ra dưới chích 30 con vật mà thầm uyên là có thể tăng lên 2 cấp rồi. Nói như vậy đã như thế, vậy thì cứ thành quân công của ta hết luôn đi. Thi thể bạo liệt, thi thớ bạo liệt, quần cộng càng tăng thì lưỡi đao cũng có thể thăng cấp rồi. Ma quỷ như thế này nếu như tới đồng hồ một chút nữa thì tốt rồi. Lưỡi đao được thăng cấp, thanh thu tính cũng sẽ tăng lên. Cấp bậc 2, tinh thần lực cộng 100. Mở lên chứ, đây là kỹ năng gì thế? Ui, hắn ta là chức nghiệp giá cao cấp hay sao? Tôi trước nay vẫn chưa thấy quả chức nghiệp nào có thể triệu hoán nhìn tốt bất tử triệu hoán vật cả như thế. Ui, được cứu rồi. Sao đột nhiên chết đi một đám chó con rồi? Lẽ nào đã gặp phải chức nghiệp giá cao cấp rồi? Bò đi, lại thả thêm vài con khuyến ra ngoài là được. Tiểu sở, tiền tiến của long tộc phổ bản cấp 26. Còn trẻ như vậy sao? Chắc là có lẽ còn chưa tới 20 tuổi đâu hả? Bạch quân sĩ đến cả một sào cũng không có, chỉ là một binh nhì mà thôi. Vì trường ngũ tình đây chính là người thân hạ chúng ta. À, người này mà đi một mình à, có bao nhiêu rồi, có muốn lập đội chung với chúng tôi không? Mọi người đều là người thân hạ, à, chúng tôi đều có thể đưa cậu đi phó bản. À, không cần đâu, cảm ơn. Tiếp sở tiền tiến của long tộc phó bản cấp 26, yêu cầu cấp 21 tới 23, 31. Cấp phổ thông đề xuất 4 người. Cấp bất mộng đề xuất 6 người và cấp địa ngục đề xuất 12 người. Đã có đủ khó cấp địa ngục rồi mà mỗi lần đều chỉ vào ngàn cấp ác mộng, mà bây giờ phải cái này mới được à? Người này mà trong đội chúng tôi còn thiếu một người. Không cần biết là cậu cấp bao nhiêu, cũng không sao cả, chúng tôi đưa cậu theo. Tôn xấu gì cũng là tương lai của thần hạ, không thể để cho mặt cậu ấy ở đây để làm màn được. Cậu ta đi vào rồi sao? Đi vào rồi. Mọi người à, một người mà cũng dám vào vô bản thì không phải là tim chết ư? Chà, để tôi trà ra là biết ngay ấy mà. Người thân hại các anh đúng thích, thật là thích chém gió. Không ngờ lại có thể thầm vào vô bản bằng phù thăm dò.
Hôm sau thì phụ này của tôi có thể thăm dò xem tất cả các độ khó có tổng cộng bao nhiêu đội ngũ, có thương vong gì hay là không. Độ khó phụ thông tổng cộng có 1 đội, còn sống 4 người. Độ khó ác mộng tổng cộng có 2 đội, còn sống 12 người. Độ khó ác địa ngục tổng cộng có 1 người, còn sống 1 người. Cái gì? Độ khó địa ngục tổng cộng có 1 người đội, còn sống 1 người á? Tôi không nhìn làm chứ, 1 người còn sống chỉ có cấp địa ngục thôi. Đủ cái gì vậy? Hắn ta một mình đi vào cấp địa ngục, đi đồng mạng hay sao chứ? Người thuận hai các anh đúng là ngu xuẩn, bọn tôi được mở mang tầm mắt rồi. Mọi người nói tên này có thể sống sót trong đó bao lâu chưa? Một cấp một lại, muốn đến nhau vì sao? À, tôi chỉ đùa thôi mà. Người có thượng hải đúng là chết rồi vẫn còn cầu mặt mũi. Nói năng sạch sẽ chút. Một nước y nhỏ bé cũng dám cho vào thượng hải, không muốn sống nữa hả? Có thể một mình tới đây thì cậu ta chắc chắn là thiên tư phi phàm. Hơn nữa còn trẻ tuổi như thế đúng là tương lai của thượng hải rồi. Đáng tiếc. Phó bản thị sở tiên tiến của Long tộc đúng là cảm giác khác hoàn toàn so với phó bản cấp ác mộng. Cảm giác cứ như là thứ gì đó hạn chế đi lại, không thể sử dụng trú vào không gian, cũng không thể nói không hề có bất kỳ một vật tiếp tớ nào cả, cũng không có thể sử dụng đá dịch chuyển để trốn thoát. Đây chính là phó bản địa ngục à. Chỉ sợ quái vật ở đây sức mạnh rất là kinh người. Long tộc trường binh tinh quái tinh anh cấp địa ngục, cấp bậc 30, sức mạnh 10.000, mẫn cảm 6.000, tinh thần 4.000, thể chất 10.000. Kỳ quái, đây chính là độ khó cấp địa ngục ư? Chỉ một thuộc tính của binh sĩ thùi đã vượt qua rất nhiều so với cô lâu của mình, thậm chí còn vượt qua ngay cả tinh anh quái lụi siêu cấp cường hóa ở trong phó bản đại hình, đã không kém cạnh gì ở bốt cấp ác mộng nữa rồi.